Từng bị căn bệnh trào ngược dạ dày nhiều năm nay, bà Nguyễn Thị Minh thấm thía nỗi khốn khổ khi chịu đựng những triệu chứng khó chịu của căn bệnh này hành hạ. Tôi thì bị cái bệnh dạ dày này lâu lắm rồi. Bị phải đến như thế là phải đến 10 năm, hơn 10 năm ấy. Đến năm 2006 ấy thì tôi mới lại bảo là thôi các con đưa mẹ đi nội soi xem nó như thế nào, bây giờ nó đau nhiều, nó lại chả ăn thua gì cả. Mà uống bao nhiêu các loại kháng sinh nặng ấy, toàn loại kháng sinh nặng mà cũng không ăn thua. Thế gây mê thì người ta bảo là như thế là bị viêm hang vị và dịch mật mới lại trào ngược dạ dày. Sau lần chủ quan không thăm khám để bệnh tình nặng, bà Minh tích cực điều trị bằng nhiều phương thức nhưng vẫn không hiệu quả. Uống nhiều loại thuốc lắm, kháng sinh rồi thuốc lam rồi đủ hết, uống cũng không ăn thua gì cả. Thế sau bắt đầu mới chán, mới bảo thế này thì chán lắm, bây giờ thì cứ bệnh tật thế này thì chán, khổ. Mà nó cứ đau này, nó đau quá này, cũng thể làm thể chịu được. Ngủ không ngủ được, mà ăn thì không thấy ngon. Nó cứ đau thế thôi, nó cứ âm ỉ, nó vã hết cả mồ hôi mồ kê thế, không biết làm nào được. Thế là xong, bảo chán lạn. Cái năm 2014 ấy, thì con gái tôi nó mới thấy tôi đau nhiều quá. Thế là nó mới được, nó mới đi hỏi thì có một người bạn của nó, mách nó là cái sản phẩm Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị. Đấy, là chuyên môn chữa về cái trào ngược dạ dày thực quản đấy. Thì về tôi uống được một ngày, hai ngày thì bắt đầu nó đau. Nó đau lắm, nó lại đau cứ lâm râm nó đau, tôi vẫn cứ đau kiểu bên này trên bên kia mà nó đau nhiều hơn. Nên tôi bên này gọi điện cho con gái bảo là bây giờ con mua cái loại gì cho mẹ mà lại bây giờ uống bây giờ nó lại bị nặng hơn. Nó cứ sôi bụng cùng ục này mà nó cứ ợ nhiều này mà lại vẫn cứ đau. Thì tôi xem thì người ta cũng đề công dụng với lại các thứ cũng như thế. Rồi à thế là nó như thế thì nó mới tốt. Thế là tôi uống tiếp, uống hết một hộp như thế là tự nhiên hết. Tôi cứ bảo thôi thế này thì cứ phải uống duy trì cái loại thuốc này thôi. Thế là bây giờ ăn ngon này, rồi ngủ ngon này, rồi khỏe mạnh hẳn ra này. Đấy, thấy có vẻ yêu đời hơn trước nhiều. Thỉnh thoảng này hội từ thiện ta rủ đi từ thiện, lại đi từ thiện. Đi từ thiện luôn được sạch ấy. Nhưng mà trước thì không muốn đi đâu cả, đi đâu cũng đau. Đánh bại căn bệnh trào ngược dạ dày trong vòng 60 ngày, bà Minh sung sướng khi có thể ăn uống và hoạt động khỏe mạnh. Bà luôn thầm cảm ơn Tuệ Đức Hoàn Nguyên Vị đã giúp bà thoát khỏi nỗi khổ sở của căn bệnh này đã hành hạ hơn 10 năm qua.